Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc có công việc đi ra ngoài nên là trong lúc rảnh rỗi thì Bảo Ngọc tranh thủ làm một video gửi tới quý vị khán giả. Và như quý vị đã biết thì Hoa Kỳ là một siêu cường về kinh tế và quân sự. Những kẻ chống cộng cực đoan tôn thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì luôn ca ngợi Hoa Kỳ là một thiên đường. Và họ cho rằng đây là một thiên đường của tự do. Mọi quyền của người dân được đảm bảo nhất thế giới. Và không những vậy, Hoa Kỳ lại đi ban phát cái quyền tự do đó cho người dân trên khắp thế giới. Những cái kẻ gọi là chống cộng cực đoan, họ tin sái cổ vào điều này. Và thực chất dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền thì Hoa Kỳ sẵn sàng tước đi mạng sống của những người dân bằng các cuộc chiến tranh, vừa gián tiếp vừa trực tiếp. Một trong những cái chiêu bài vô nhân đạo này đó chính là nhằm bóp nghẹt cuộc sống của người dân. Đó là chính sách bao vây cấm vận. Và như quý vị đã biết, vừa qua trong 2 ngày, ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023 thì tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 đã thông qua nghị quyết lần thứ 31. Và cái nghị quyết này đã kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba. Và trong video ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ cùng với quý vị tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nào khiến cho Hoa Kỳ lại thù Cuba đến như vậy. Bao giờ thì Hoa Kỳ sẽ chấm dứt lệnh cấm vận với Cuba? Thưa quý vị, là mặc dù đã vài chục năm nay Cuba hoàn toàn không có khả năng gây hại cho nước Mỹ về bất cứ phương diện gì, đặc biệt là an ninh, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn thực hiện chính sách bao vây cấm vận vô nhân đạo đối với Cuba. Và quý vị cũng biết đó là chính sách này thực chất là nhằm vào người dân Cuba. Việt Nam chúng ta thường chỉ những kẻ thù dai là tiểu nhân. Và câu này Bảo Ngọc cho là rất đúng. Đối với trường hợp Mỹ cấm vận Cuba thì nước Mỹ quả thật là bậc thầy về thù dai. Và tư tưởng này đã chuyển qua mấy đời, nghĩa là phải đến 4-5 đời cháu chắt chút chít rồi. Bởi vậy cho nên là hàng chục đời tổng thống thay đổi, đã hơn 60 năm rồi mà Hoa Kỳ vẫn thực hiện chính sách đó. Quý vị thấy có vô liêm sỉ không ạ? Thật sự là Bảo Ngọc cho rằng Hoa Kỳ là một đất nước mà không biết xấu hổ là gì. Và họ đã 30 lần tuyệt đại bộ phận các quốc gia trên thế giới, họ lên tiếng cực lực phản đối chính sách vô nhân đạo của Hoa Kỳ. Và nghị quyết lần thứ 31 của Liên Hiệp Quốc kỳ này đã được 178 quốc gia thông qua. Chỉ duy nhất có Mỹ và Israel là phản đối nghị quyết này. Ukraine thì bỏ phiếu trắng. Thưa quý vị, tâm địa thù dai vô nhân đạo, bất chấp dư luận quốc tế để duy trì chính sách thù dai đối với Cuba, tất cả đều có lý do của nó. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu lý do đó. Và quý vị cũng biết là cuộc cách mạng năm 1959 của Fidel Castro đã lật đổ chế độ Batista. Chúng ta nên nhớ đây là một cái chế độ độc tài quân sự, nhưng mà chế độ độc tài quân sự này lại thân Mỹ. Vì vậy Mỹ đã ra sức để bảo vệ. Và cái chế độ độc tài gia đình chị Ngô Đình Diệm cũng vậy. Chỉ cần theo Mỹ, nghe Mỹ thì chế độ độc tài nào Mỹ cũng ok. Nhưng không theo quỹ đạo của Mỹ, lập tức chế độ đó bị gắn mác là độc tài, là không có tự do dân chủ ngay lập tức. Thưa quý vị, với lý do trên thì ngay lập tức nhà nước cách mạng của Chủ tịch Fidel Castro đã phải hứng chịu đòn bao vây kinh tế. Sự kiện Vịnh Con Lợn chắc quý vị còn nhớ vào năm 1961 đã khiến cho nước Mỹ đang củng cố thêm tư tưởng sẽ bao vây cấm vận triệt để sự phát triển của đất nước Cuba. Về mặt chính trị, đến tháng 1 năm 1962 thì Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đề nghị khai trừ Cuba khỏi Tổ chức Quốc gia Châu Mỹ vì lý do ở Cuba đã tồn tại một chính phủ độc tài. Thưa quý vị ạ, và chế độ của Cuba không phù hợp với chế độ dân chủ. Ngay lập tức Chủ tịch Fidel đã kêu gọi toàn thế giới chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Quan hệ Cuba-Liên Xô được tăng cường
về mọi mặt để phần nào giảm bớt khó khăn cho Cuba do bị ảnh hưởng Mỹ bao vây cấm vận kinh tế. Và Tổng thống Mỹ Kennedy lúc đó muốn lật đổ chế độ ở Cuba bằng một cuộc xâm lược quân sự, nhưng lại lo ngại rằng sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu với Liên Xô. Đó, vấn đề ở chỗ này. Bởi vì sao? Vì Liên Xô đã cam kết bảo vệ Cuba. Nếu như hậu thuẫn lật đổ thì cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự đối đầu với Liên Xô. Do đó, biện pháp dùng quân sự xâm lược Cuba đã bị loại bỏ. Hoa Kỳ đã chọn biện pháp bao vây cấm vận. Và ngay biện pháp bao vây cấm vận lúc đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ cấm vận hàng hóa vào Cuba, chứ chưa đến mức là phong tỏa Cuba. Bởi vì thưa quý vị, là khi đó Liên Xô và Cuba coi rằng một cuộc cấm vận phong tỏa toàn bộ vào Cuba cũng như một cuộc chiến tranh. Và khi đó thì báo chí của Mỹ đã liên tục đăng tải những bài viết thù địch với Cuba. Hoa Kỳ thường xuyên cho máy bay do thám vùng trời của Cuba, bởi vì như quý vị đã biết là Cuba thì ở sát nách với cả Mỹ. Và Hoa Kỳ đã tuyển thêm 150.000 quân dự bị, cho phép những người Cuba lưu vong được nhập đội quân của Hoa Kỳ. Và tình hình lúc này đã buộc Cuba lâm vào tình thế phải tìm kiếm một liên minh chặt chẽ hơn, nhất là về quân sự. Và vào năm 1962 thì Cuba đã yêu cầu Liên Xô cần có sự hỗ trợ hơn nữa để bảo vệ Cuba trước cái sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Và đề nghị này đã nhận được sự đồng ý của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, lúc đó là ông Khrushchev. Trang bị khí tài, vũ khí và chuyên gia quân sự, Liên Xô đã bắt đầu có mặt tại Cuba để xây dựng các cái căn cứ quân sự, và chủ yếu là căn cứ tên lửa. Đây chính là thời điểm lịch sử đã dẫn tới cái cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Và Liên Xô cùng với Cuba đã ra thông cáo chung với nội dung Liên Xô sẽ cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho Cuba, nhưng không hàm ý có vũ khí để tấn công Hoa Kỳ. Tất nhiên là Hoa Kỳ không tin và không hiểu là như vậy. Ngay lập tức đã có những cái biện pháp đáp trả, và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ngay lúc đó đã được một nhóm họp và đưa ra các phương án đối phó. Cái thứ nhất đó là tấn công Cuba, tiêu diệt các tên lửa của Liên Xô đã triển khai trên lãnh thổ của Cuba. Cái thứ hai là dùng máy bay ném bom tiêu diệt tên lửa Liên Xô. Và cái thứ ba đó là tổ chức phong tỏa cục bộ xung quanh Cuba, ngăn không cho Liên Xô đưa vũ khí nguyên tử vào Cuba. Và đồng thời Hoa Kỳ đã ra một cái tối hậu thư cho Liên Xô từ bỏ kế hoạch dàn phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở tại Cuba. Thưa quý vị, là hai cái phương án đầu thì Hoa Kỳ đã loại bỏ vì khả năng thành công là không chắc chắn do đối đầu trực diện với Liên Xô. Vậy thì chỉ còn kế hoạch thứ ba. Và kế hoạch này Hoa Kỳ có đầy đủ năng lực thực hiện bằng cách là đá quả bóng sang cho phía Liên Xô, nghĩa là quyết định như thế nào đều phụ thuộc vào Liên Xô. Đó, thưa quý vị. Về mặt dư luận thì ngày 22 tháng 10 năm 1962 thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đọc một bài diễn văn trên truyền hình với nội dung như sau. Bảo Ngọc sẽ xin trích dẫn, thưa quý vị. Như đã hứa, Hoa Kỳ đã giám sát một cách chặt chẽ nhất các hoạt động quân sự của Liên Xô trên đảo Cuba. Đã có các chứng cứ không thể bác bỏ về một bệ phóng tên lửa tấn công đã được xây dựng, sự có mặt của những vũ khí lớn tầm xa có sức công phá mạnh nhằm hủy diệt hàng loạt là một sự đe dọa trắng trợn đối với hòa bình và an ninh của toàn bộ châu Mỹ. Quyết định bí mật và bất ngờ đặt vũ khí chiến lược lần đầu ở ngoài lãnh thổ Liên Xô là một sự thay đổi nguyên trạng, cố tình khiêu khích là vô căn cứ mà đất nước chúng ta không thể chấp nhận. Đồng thời Hoa Kỳ lúc đó đã thông báo cho các đồng minh của Hoa Kỳ và trao tối hậu thư cho Liên Xô về các chứng cớ Mỹ đã thu thập được. Thưa quý vị khán giả, qua sự kiện Vịnh Con Lợn chúng ta cảm nhận rõ sức mạnh của vũ khí nguyên tử. Một cường quốc như Hoa Kỳ, đặt giả sử vụ việc ở Vịnh Con Lợn không được giải quyết theo hướng xoa dịu, thì nước Mỹ luôn nơm nớp sống trong lo sợ về một vụ tấn công hạt nhân vào nước Mỹ. Việc ngăn chặn hiệu quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của đối phương là một việc làm không hề đơn giản. Và trên thực tế thì chưa có một vụ việc nào được kiểm nghiệm về khả năng ứng phó tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của cả Hoa Kỳ và Liên Xô.
Và ngay sau đó thì Liên Xô đã trao đổi thư từ với Hoa Kỳ và họ cũng đã tìm được tiếng nói chung, đó là thỏa thuận hai siêu cường là Liên Xô sẽ rút các tên lửa đã triển khai ở Cuba dưới sự kiểm soát của các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Và đổi lại thì Hoa Kỳ phải cam kết sẽ không dùng vũ lực đối với nhà nước Cuba do Chủ tịch Fidel lãnh đạo. Và thưa quý vị, là thỏa thuận được cho là hợp lý này đã bị Chủ tịch Fidel của Cuba phản ứng dữ dội, bởi vì Cuba hiểu được bản chất của nước Mỹ muốn làm gì với đất nước của ông. Có lẽ một trong những điều mà Chủ tịch Cuba ý thức được đó chính là Hoa Kỳ sẽ dùng đòn bao vây cấm vận triệt để bóp nền kinh tế của Cuba. Một cái điều trở ngại xảy ra cho đến khi ông qua đời vẫn chưa chấm dứt, và đến nay thì như quý vị đã biết, Mỹ vẫn đang cấm vận Cuba. Mỹ vẫn thực hiện chính sách dai dẳng thù địch đối với Cuba. Điều mà người Việt Nam chúng ta cần ghi nhớ đó chính là trong giai đoạn Cuba bị bao vây cấm vận kinh tế thì Cuba cũng vẫn đã hết lòng góp sức, góp của, góp những đồng tiền tiết kiệm để giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và thưa quý vị, là trong cái thời điểm đó thì cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam càng ngày thì càng ác liệt. Ngoài Liên Xô và Cuba là hai nước duy nhất ủng hộ tuyệt đối sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là hai cuộc chiến biên giới ở phía Tây Nam và biên giới phía Bắc do quân xâm lược bành trướng Trung Quốc thực hiện. Thời điểm đó thì Chủ tịch Fidel cũng đã có một bài phát biểu rất dài lên án những hành động của Trung Quốc cấu kết với Hoa Kỳ thực hiện cuộc chiến xâm lược Việt Nam năm 1979. Và bài phát biểu đã lột trần được bộ mặt của Đặng Tiểu Bình và sự phản bội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam chúng ta. Nhà nước Việt Nam chúng ta cũng không bao giờ quên ân tình của người anh em Cuba. Chính vì vậy, mặc dù Việt Nam tăng cường quan hệ sâu rộng với Hoa Kỳ, nhưng luôn khẳng định tình đoàn kết đối với nhân dân Cuba, và Việt Nam chúng ta luôn có những đề nghị trực diện đối với Hoa Kỳ về vấn đề dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Và tại khóa họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này thì Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã khẳng định Cuba đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, cùng với tình trạng thiếu lương thực, thiếu nhiên liệu thuốc men, và lệnh cấm vận đang ngăn cản Cuba tiếp cận thực phẩm, thuốc men, thiết bị công nghệ và y tế. Việc cấm xuất khẩu sang Mỹ đã khiến Cuba thiệt hại gần 5 tỷ đô chỉ trong riêng năm 2022. Và theo tính toán, lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến Cuba thiệt hại khoảng 160 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng thúc giục Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn và ngay lập tức các lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại, tài chính đối với nhà nước Cuba, đồng thời phát triển quan hệ bình thường với các nước thành viên Liên Hợp Quốc phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Và nhiều nước đã lên án hành động cấm vận của Mỹ và coi đây là một cái hành động vi phạm nghiêm trọng các mục đích cũng như là nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hành động này là không phù hợp với xu thế quốc tế để phát triển hòa bình cũng như là hợp tác cùng có lợi. Thưa quý vị, không hiểu trong cuộc họp này thì đại diện của nước Mỹ ngồi họp nghĩ gì về những phát biểu cũng như là nghị quyết của Liên Hiệp Quốc được thông qua với số phiếu gần như là tuyệt đối. Và liệu Hoa Kỳ có dây thần kinh xấu hổ hay không? Thưa quý vị, chắc chắn Hoa Kỳ không quan tâm tới danh dự quốc gia. Lợi ích của Hoa Kỳ là trên hết. Và có lẽ Hoa Kỳ chưa nhìn thấy lợi ích gì lớn lao khi bỏ cấm vận đối với Cuba. Vậy thưa quý vị, một câu hỏi mà Bảo Ngọc muốn đặt ra là vậy tại sao Hoa Kỳ lại xóa bỏ cấm vận đối với Việt Nam chúng ta? Mặc dù Việt Nam chúng ta cùng một thể chế như Cuba cũng bị Mỹ cáo buộc vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền như Cuba đó, nhưng Hoa Kỳ lại chủ động tăng cường mối quan hệ sâu rộng đối với Việt Nam. Lý do rất đơn giản, đó là vị trí địa chính trị của Việt Nam kèm theo khả năng quản lý và điều hành đất nước của Việt Nam linh hoạt hơn Cuba, thưa quý vị. Điểm quan trọng nhất mà Việt Nam chúng ta có được đó chính là Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Chiến lược này thực chất là đối đầu với Trung Quốc. Và đây là lần thứ hai trong năm nay đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc
phát biểu khẳng định Việt Nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương cấm vận đối với các quốc gia có chủ quyền. Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và đảo ngược chính sách hiện nay đối với Cuba để tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng chủ quyền quốc gia và độc lập chính trị của nhau. Đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh việc Hoa Kỳ bao vây cấm vận Cuba là vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các tôn chỉ nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị khán giả, người Việt Nam chúng ta hoan nghênh Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tổ chức thảo luận về sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba. Việc Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết với số phiếu gần như tuyệt đối ủng hộ lần này, một lần nữa khẳng định tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là chiêu bài của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chưa quên mối thù đối với Cuba trong quá khứ. Đây là một hành động tiểu nhân và vô nhân đạo. Việt Nam chúng ta đã từng bị Hoa Kỳ trực tiếp xâm lược rồi bao vây cấm vận, rồi cấu kết với các quốc gia láng giềng nhằm bóp nghẹt Việt Nam. Chính vì thế Việt Nam hiểu rõ thủ đoạn thâm độc này của Hoa Kỳ. Câu hỏi bao giờ Hoa Kỳ dừng cấm vận Cuba? Việt TV rất mong quý vị trả lời câu hỏi này trong phần bình luận. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc cùng với quý vị tìm hiểu một số đôi nét và nhất là gần đây, Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt đối với Cuba và hy vọng trong thời gian tới, Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được ý kiến của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.